Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng đám cưới của MC Kỳ Duyên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều, Thu Phương đều đến góp vui trong buổi tiệc đám cưới của ca sĩ. Kiêm MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên được tổ chức vào giữa nắng vàng rực rỡ nhiều nghệ sĩ. Như vợ chồng Thu Phương đã chia sẻ các hình ảnh về đám cưới lãng mạn này trên Facebook. MC Kỳ Duyên tổ chức lễ cưới tại một khu vườn nhỏ giữa người thân và bạn bè, phong cách trang trí mộc mạc, nhẹ nhàng với màu sắc màu gỗ vải thô. Kết hợp cùng hoa mẫu đơn khiến cho không gian tiệc cưới lãng mạn. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều, Thu Phương đều tới góp vui trong buổi tiệc. Dù nổi tiếng và khá thành đạt nhưng con đường tình duyên của nữ MC hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại khá trơn truyền. Nguyễn Cao Kỳ Duyên nổi tiếng không chỉ bởi nhan sắc, trời phú mà còn là người phụ nữ tài năng. Thế nhưng trong thành công của sự nghiệp, bao nhiêu đường tình duyên của chị lại đần đần bấy nhiêu. Nguyễn Cao Kỳ Duyên kết hôn lần đầu với bác sĩ người Việt nổi tiếng Nguyễn Quang Ly. Cuộc sống của cặp đôi khá sung túc và đầy đủ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân lại không bền vững bởi những bất đồng quan điểm của cả hai. Bà Đặng Tuyết Mai, mẹ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng chia sẻ. Con gái và chồng có nhiều điểm bất hòa bởi bác sĩ Nguyễn Quang Ly quá vô tâm và khô khan. Thậm chí, ông còn nhiều lần thoái thác đưa vợ đi diễn xa. Bà kể có lần, mỗi lần tôi đi biểu diễn, mẹ đều đi đón thay vì chồng con. Lúc con đang mang bầu, đời thứ hai, nguyên một tour về, mẹ vừa lái xe vừa khóc, không nói với con. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt được tích tụ cho đến một ngày tình cảm nhạt nhòa, cuối cùng cuộc hôn nhân đầu tiên của Kỳ Duyên đã kết thúc sau nhiều năm tháng bất đồng mệt mỏi. Cô đã trở về cuộc sống làm mẹ đơn thân của hai cô con gái Jen Ly Nguyễn và Mai Ly. Sau cuộc hôn nhân kết thúc và ly hôn, MC Kỳ Duyên dường như thực sự sụp đổ. Tuy nhiên, cô nhanh chóng tìm được niềm vui, niềm an ủi mới khi còn ở cạnh người đàn ông kém tuổi, đẹp trai, tài hoa David Si Hân. So với người đàn ông trước, David Si Hân nổi trội hơn về mặt phong độ ngoại hình. Anh cũng luôn có những điểm để chăm sóc quan tâm Kỳ Duyên dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ show diễn nào. Tính tới thời điểm này, MC Kỳ Duyên và doanh nhân David Si Hân đã bên nhau gần tròn thập kỷ. Nữ MC thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cô và bạn trai trên trang cá nhân cùng dòng chú thích ngọt ngào. Ở bên nhau gần 10 năm, MC Kỳ Duyên cho biết cô không tính chuyện kết hôn. Mọi người nghĩ cần một tờ giấy kết hôn hoặc đám cưới để ràng buộc, nhưng MC hải ngoại và người yêu lại gắn kết với nhau bằng cả chính sự thoải mái, cởi mở của mình. MC Kỳ Duyên hào hứng, Duy Hân rất ga lăng, anh thường bảo rằng em thích sao anh trở vậy, thích thì thích. MC Kỳ Duyên chia sẻ khoảnh khắc mặc lễ phục tay cầm hoa sánh đôi cùng người đàn ông ngoại quốc bước vào lễ đường trong sự hân hoan của quan khách. Hình ảnh nữ MC hải ngoại khiến cho cư dân mạng xôn xao. Người gửi chúc mừng hạnh phúc tới Kỳ Duyên cho rằng đây là ngày vui của cô, song cũng có người nhận định nữ MC chỉ đang làm phù dâu bởi vì phía sau vẫn còn cặp đôi khác tương tự. Rất có thể Nguyễn Cao Kỳ Duyên chỉ làm phù dâu thôi bởi nữ MC không hề đội khăn voan hay diện trang phục màu trắng, điều bình thường thấy ở những cô dâu. Mặt khác, tông màu Kỳ Duyên diện thường là tông màu dành cho trang phục phù dâu, mặc đầm Kỳ Duyên cũng khá đơn giản so với những bộ trang phục cưới. Sau thời gian gây hoang mang, MC hải ngoại cũng vui vẻ lộ rõ những hình ảnh này. Mọi người ơi, em chỉ làm phụ dâu chứ không phải cô dâu nha, đừng hồn đồn nhầm em ế trông đấy. Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965 là MC nổi tiếng ở hải ngoại. Dù có xinh đẹp và thành công nhưng cô lại có đường tình duyên song gió sau khi trải qua hôn nhân đổ vỡ. Kỳ Duyên cũng kết thúc một cuộc tình 10 năm dang dở. Gần đây Kỳ Duyên khoe bạn trai mới, song không để lộ mặt. Dù bức ảnh chụp phía sau nhưng có thể thấy người tình nữ MC trông khá lãng tử, cơ bắp cuồn cuộn qua ánh mắt, cử chỉ dành cho nhau. Có thể thấy Kỳ Duyên đang tận hưởng ngày hạnh phúc sau những đổ vỡ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.